Số 15. Sáng hôm sau, phòng hiệu trưởng trường học Phú Long Đô. Phòng hiệu trưởng: Mời vào. Em xin phép ạ. Cuối cùng thì em cũng về rồi. Đã lâu không gặp nhỉ, Lục Phàm. Hiệu trưởng đang đi công tác. Hiện tại tôi đang phụ trách thí luyện quốc gia đó. Hai người này là ảnh vệ, được các quan chức cấp cao của Long Đô cử đến để bảo vệ sự an toàn của các đại diện trên đường đến tổ quốc. Ảnh vệ Việt, ảnh vệ Châm. Đội ảnh vệ kháng với sư lộ đoàn, bọn họ chỉ phục vụ cho sự an toàn của các quan chức cấp cao của Long Đô thôi. Xem ra có vẻ như các quan chức cấp cao của Long Đô năm nay chắc đặc biệt chú ý thí luyện quốc gia này rồi. Liệu Phó Chủ tịch Triệu có đi thái tàu cùng em thay cho hiệu trưởng không? Đúng vậy, 10 ngày nửa tháng ngày hiệu trưởng không thể về được. Tôi đã thuê một chiếc máy bay đặc biệt mang danh nghĩa của trường chúng ta sẽ khởi hành vào trưa mai. Em vừa mới trở về từ phương Bắc xa xôi, lại phải lên đường nữa. Vậy thì hôm nay em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi nhé. À đúng rồi, em có cần bất cứ thứ gì á thì em cứ đề xuất, miễn là hợp lý, học phủ Long Đô sẽ làm hài lòng cho em. Những thứ em cần quả thực là có ạ. Không biết là nhà trường có thể cung cấp cho em cuộn trục mở rộng slot sủng vật được không ạ? Lục Phàm, em lại có một con rồng mới à? Thì chuẩn bị trước cho chắc thôi ạ. Tuy thứ này không đắt lắm, nhưng trường cơ bản thì không có sẵn trong kho đâu. Nên thật sự phải xin lỗi em rồi. Vậy thì không làm khó với phó hiệu trưởng Triệu nữa. Thời gian còn lại em muốn tự mình để sắp xếp có được không ạ? Tất nhiên rồi, không phải lo lắng về những anh vệ, bọn họ sẽ không ngăn cản em đâu. Biệt thự No 2. Úi, Tiểu Phạm, chú cuối cùng cũng đã trở lại rồi. Nửa tháng qua vì nhớ cháu muốn chết đi được đó. Chúng tôi đã chờ đợi từ tối qua, cuối cùng cậu đã trở lại rồi. Hóa ra, phó hiệu trưởng Triệu đã thông báo cho mọi người à. Thật là đáng tiếc đó. Ban đầu cháu còn muốn tạo cho mọi người một bất ngờ cơ. Đừng có đứng nữa, ở cực bắc cảnh, chắc hẳn em chưa từng có một bữa ăn ngon rồi. Mau lại ăn cơm đi. Tôi đang đợi cậu để dùng cơm đi. Nhanh lên, tôi sắp chết đói rồi. Chị Hàng đã bắt đầu chuẩn bị từ trước khi bình minh. Nhiều thật đấy. Ở cực bắc cảnh, điều cháu nhớ nhất chính là tay ngờ của gì đó. Mau cho chúng tôi biết đi. Trong một tháng qua cậu đã trở nên mạnh hơn như thế nào rồi? Bữa ăn kéo dài 2 giờ đồng hồ. Tôi đã kể lại trải nghiệm của mình ở vùng viễn Bắc và cũng đã biết rằng mỗi người không ai bị tấn công nữa. Nhưng ngoài những người bạn thân, người thân xung quanh tôi còn có một người khác. Tôi cần gặp người đó trước khi tôi rời đi. Nhìn kìa, cậu định mang cái món quà này đến cho ai đó, trong đó có vẻ rất là đắt tiền nhỉ? Dọa chết tôi rồi, liên can đến cái rắm nhà cậu ấy. Thiệt là nhầm, không còn phải suy nghĩ cũng biết cô ấy là học tỷ có phải không? Ngày mai đi rồi, sớm quay về còn nghỉ ngơi nữa. Ê, vậy thì cháu đi ra ngoài một tí đi. 1 giờ sau, tích phong 100 đẳng cấp 70 sắp hàng tiến vào. Ê, xem ra hôm nay số tỷ chắc chắn sẽ không đến rồi. À ừ nhỉ, mình cái lưu số điện thoại cho chị Đỗ Úc cơ mà. Có thể nhờ bà chị liên lạc với sư tỷ được mà nhỉ. Vừa khéo mình có thể hỏi phòng đấu giá hiền Thiên Hoa xem có cuộn trục mở rộng slot thuốc cưng hay không luôn. Phòng đấu giá Thiên Hoa, phòng chờ VIP. Alo, cậu em cuối cùng cũng chịu gọi điện đến cơ à. Chị Đỗ à, cho em hỏi chị có thể liên hệ với sư tỷ giúp em được không ạ? À? Sao thế, một tháng không gặp nhớ con bé rồi hả? À, thực ra em có thứ muốn đưa cho chị ấy, nhưng em lại không tìm thấy chị ấy ở trường. Vậy thì khó rồi, nhà con bé có chuyện nên nó về nhà rồi. Cũng không biết khi nào quay trở lại nữa, chị cũng gọi không nổi. Cơ mà nếu như em đã về tới Long Đô thì có thể qua chỗ chị một lát đi. Trước khi đi con bé đã làm một chút đồ tặng cho em đó. Với chị hôm đó. Cậu em bây giờ không giống như trước nhỉ? Ra ngồi đều có bảo tiêu đi theo cơ đấy. Bọn họ rất chuyên nghiệp à. Sẽ không làm phiền người khác đâu chị. Chị Đỗ, chuyện làm ăn của phòng đấu giá Thiên Hoa ngày càng phát triển. Bệnh chữ ý có bao nhiêu là người luôn. Chẳng phải là nhờ phúc của cậu em còn gì. Từ lúc cậu em đưa quả trứng rồng vào sách minh họa nên tất cả những khách đều đến đây hàng ngày. Chị đã tận mắt nhìn thấy quả trứng rồng đó. Mà quả trứng rồng tinh không đã đưa danh tiếng của Thiên Hoa đi lên đỉnh cao. Vậy thì quả trứng rồng xanh trong tay của mình. Thôi bỏ đi, đặc quyền đổi các cháu
Đổi chác với chị rủ mỗi tháng như thế. Thứ này chính là công bế đến lợi cho em đó. Em phải nhận nó đi. Lò vũ khí phẩm chất truyền thiết. Lò hỏa tinh viện kiếm phẩm chất truyền thiết, đẳng cấp yêu cầu cấp 30. Vũ khí chế tạo sức mạnh cộng 256, nhanh nhẹn cộng 204. Lô hỏa phù ma, sức mạnh của kỹ năng lửa được tăng thêm 50% khi sử dụng kỹ năng lửa. 50% sát thương gây ra sẽ tự động được lưu trữ trong thần kiếm. Khi sử dụng lô hỏa phù ma vào cái đoạn tấn công tiếp theo, có thể giải phóng tất cả sát thương lửa đã được lưu trữ. Thanh kiếm này rất nhẹ và có khả năng tích trữ sát thương lửa, như thế nó được thiết kế riêng cho em vậy đó. Đã trang bị lô hỏa tinh viên kiếm chứ còn gì nữa. Người thợ rèn hàng đầu mà xuất tỷ của cậu tìm được có đã mất 1 tháng để hoàn thành trong phẩm này đó. Chị đây phải nói rằng con bé thực sự là hiểu cậu đó. Ngay cả khi cậu không ở đây, con bé vẫn có thể nhờ đại sư tạo ra vũ khí phù hợp cho cậu còn gì. Cái giá cho tạo cây kiếm này không thể đo được. Hóa ra chị ấy luôn cẩn thận quan sát trận chiến của mình mỗi khi chị ấy đấu ý. Chị ấy đấu với mình đó. Quả thật cái sư tỷ thật sự rất là chu đáo mà. Cảm ơn chị, sư tỷ à. À quên, không chỉ có vũ khí còn có thứ khác nữa cơ. Đây là ma pháp long ngữ hồi lửa này. Dung nham bạo liệt, sách kỹ năng. Phẩm chất cực hiếm. Yêu cầu chức nghiệp, ngự long sư. Pháp sư long ngữ, đẳng cấp yêu cầu cấp 25. Ma pháp kỹ năng có thể sử dụng sau khi học. Dung nham bạo liệt, dung nham bạo liệt. Trong phạm vi mục tiêu sẽ bạo phát liệt diễm, tạo thành một hồ dung nham. Mục tiêu trong hồ dung nham sẽ dần chìm xuống vào dòng dung nham và tiếp tục nhận một lượng sát thương cực lớn. Chỉ cần mình đạt đến cấp 35 thì mình có thể cùng tiểu dạ kết hợp cộng chấn long ngữ. Và như thế, lô hỏa tinh viên kiếm cũng có thể tích trữ thêm sát thương. Sư tỷ thật sự đã giúp mình một chuyện lớn đó. Nói như thế này thì mình ở Thiên Liên quốc gia có thể đề thăng cực kỳ lớn. Chỉ tiếc rằng chị ấy không ở đây, thì mình nhất định phải cảm ơn chị ấy thật là chu đáo mới được. Nhận được sách kỹ năng dung nham bạo liệt một. Cái gì thế nhỉ? Lẽ nào đó là thư tình nữa? Sư đệ đã lâu không gặp rồi. Sư đệ đã lâu không gặp rồi. Sư bị xảy ra đột ngột nên chị đây phải rời đi một thời gian. Không thể nhìn cậu giành cái chức quán quân ở trong Thiên Liên quốc gia rồi. Sự việc có xảy ra đột nhiên nên chị đây á phải rời đi một thời gian, không thể nhìn cậu giành chức quán quân ở trong Thiên Liên quốc gia rồi. Khi đọc lá thư này chắc hẳn cậu đã nhận được món quà mà tôi chuẩn bị cho cậu rồi đúng không? Có phải là cậu rất thích đúng không? Lần trước tôi xin nói tặng quà cho cậu nhưng cuối cùng mới là thu thập được quả trứng rồng rồi trả lại tiền trong cuốn trục. Lần này tôi đã nhờ truyền nhân rèn nên cái món quà này để cậu xem cậu trả lại nó thế nào. Sư tỷ ở đây á còn có rất nhiều việc phải giải quyết khi tôi trả lại. Việc đầu tiên tôi làm chính là đến chỗ của cậu dùng bữa, sau đó dẫn cậu đến phòng tích điểm đánh một trận đã đời. Nếu tôi không đến biệt thự số 2 thì đừng có ngốc nghếch mà đợi tôi ở phòng tích điểm đó. Vốn dĩ tôi cũng muốn đến Thái Tử Quốc để cổ vũ cho cậu, nhưng hiện tại không thể được. Cơ mà cậu cũng phải cố gắng mà phát huy thật tốt đó. Nếu như không giành được vị trí đầu tiên, đó sẽ là một sự xấu hổ rất lớn đối với tôi. Tôi chắc chắn sẽ xử lý cậu một cách nghiêm khắc. Hãy nhớ điều này đó. Đúng rồi, cậu đưa hứa với tôi vào cục băng không tan. Có quên không đó? Nhớ bảo quản nó. Rồi tôi sẽ quay lại tìm cậu để lấy. Cậu im à? Cậu vẫn ổn cả chứ? Không sao đâu chị Đỗ à. Cảm ơn chị đã chuyển cái này cho em. Khách khí thế. Cậu là khách quý của Thiên Hoa. Nếu cậu cần gì, chị đây nhất định sẽ giúp cậu mà. Nói đến giúp đỡ, chị Đỗ à. Ở chỗ chị á, có cuốn trục mở rộng slot cho thú cưng không ạ? À?